Xin chào mọi người, vlog này được quay tại căn bếp mới của mình. Mình vừa mới chuyển nhà các bạn ạ. Đó cũng là lý do tại sao mà một tháng vừa qua mình đã không làm một cái vlog nào hết. Tối nay mình quyết định làm một chiếc vlog nhỏ để cùng ăn khuya và trò chuyện với mọi người. Hôm nay thì quyết định ăn món này tại vì là trời ở Houston là bữa nay là đã rất là mát luôn rồi. Trời mát lạnh rất là thích. Và mình nghĩ là ăn cái món này thì rất là hợp với thời tiết. Ta-da! Mì gói nha mọi người. Mì gói của mình ngày hôm nay thì mình sẽ cho thêm đậu hũ non nè. Tiếp theo là nấm. Cái nấm này là cái nấm mà hiện bây giờ mình rất là thích ăn luôn. Mà tiếng Anh nó gọi là oyster mushroom. Mình không biết tiếng Việt cái nấm này gọi là cái gì. Và tiếp theo là spam. Ăn cái này nó rất là mập và rất là không tốt cho sức khỏe luôn. Nhưng mà mình ăn lẩu hay là ăn mì gói là lúc nào cũng thích bỏ cái này vào. Nguyên liệu tiếp theo đó là kim chi. Và cuối cùng đó chính là hành lá. Ăn mì thì mình rất là thích cho nhiều hành lá vào. Và còn một nguyên liệu nữa mà mình mém tí xíu là quên nhắc tới. Đó chính là đây. Đây là bạch tuộc con nha mọi người. Rất là tươi luôn. Ngày hôm qua mình mới mua ở trong chợ Hàn Quốc. Trước khi chế biến thì mình sẽ ngâm qua với nước, với muối và tí xíu giấm để cho nó bớt cái mùi hôi. Trong thời gian để nước sôi thì mình sẽ sơ chế những cái món khác. Cái đậu hũ này thì thường mình thích ăn cái loại mà nó hơi cứng một chút xíu á. Ở nhà mình thì lúc nào cũng có sẵn khoảng 2-3 pack đậu hũ như thế này. Mình sẽ cắt thành một cái miếng hình chữ nhật như thế này. Còn dư thì mình sẽ cất nó vào trong cái bọc này để mai mốt ăn tiếp. Mọi người biết không, cái nấm này mình rất là thích ăn luôn. Từ lúc mà mình phát hiện ra cái nấm này là coi như là chỉ ăn cái nấm này thôi. Mình ăn cái canh gì mình cũng thích bỏ cái nấm này vào cả. Và thậm chí là những cái món xào của Việt Nam mình ăn với cái nấm này cũng cực kỳ ngon luôn. Ăn nó rất là giòn và nó... Không biết nữa, mình rất là thích cái texture, cái chất liệu của cái nấm này. Nước mình sôi rồi mọi người, mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống một chút xíu. Đây là nấm mình đã rửa sơ qua rồi nha mọi người. Hôm nay thì mình sử dụng chin ramen, một cái loại mì gói mà mình cũng rất là thích. Cái vị của nó rất là vừa vặn cho nên là mình cũng hay ăn cái mì này. Nấm thì mình chỉ cần cắt cái đuôi của nó thôi mọi người. Còn cái miếng nào mà to quá như cái miếng này thì mình sẽ cắt ra làm đôi. Mình thì có thói quen là nấu tới đâu thì mình sẽ dọn tới đó. Tại mình không thể nào chịu được một căn bếp bừa bãi trong lúc mà mình nấu ăn. Nếu các bạn để ý thì thường người Hàn Quốc khi mà họ ăn hành đó, họ sẽ không có sắc dọc, có nghĩa là họ sẽ không có sắc miếng hành tròn giống như người Việt Nam mình, mà họ sẽ sắc cái miếng hành xéo như thế này. Và hôm nay mình cũng sẽ sắc như vậy nha. Mình cho hành vào một cái chén cái mình để riêng ra ha. Và tụi mình sẽ sắc khúc khoảng chừng 2-3 cm. Lâu lâu mình cũng hay thích bỏ thịt bò, bulgogi, thịt bò mà ướp theo kiểu của Hàn Quốc đó mọi người, vào trong mì gói. Mà hôm nay thì quyết định là làm với lại bạch tuộc, tại vì lâu quá rồi không ăn bạch tuộc. Thank you.
kim chi ra một cái chén. Thơm quá nè cả nhà. Cho hết cái hành vào nhé. Cho một tí ớt nhé mày. Tối nay thì mình sẽ làm một cái món cocktail từ rượu rum. Các bạn hãy chờ xem đó là cái cocktail gì nha. Cheers. Đây là một cái món cocktail mà mình đảm bảo là cả các bạn nam và các bạn nữ cũng đều sẽ thích cái cocktail này. Thường thì người ta sẽ sử dụng rượu gin hoặc là rượu vodka để làm martini, nhưng mà hôm nay martini của mình sử dụng rượu rum, tại vì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại cái vị béo và vị thơm của espresso. Những bạn nào mà tín đồ của cà phê hay là những cái cocktail mà béo mà thơm thì hãy thử làm cái cocktail này nha. Cheers. Sẽ ăn chung với kim chi nha. Mình sẽ húp thử cái nước. Rất là thanh nhẹ, không có bị mặn quá, và có cái vị hải sản của bạch tuộc trong đây nữa. Sở dĩ mình thích ăn cái mì gói hiệu trên này là nó có một cái vị cay nhẹ. Mình rất thích ăn mì gói mà cay nha mọi người. Mình sẽ ăn một miếng spam này. Bạn nào ăn mì gói mà không ăn chung với spam này là rất thiếu sót luôn. Đây là tột đây nha mọi người. Rất là mềm luôn. Nóng quá. Các bạn biết không, nhà của mình hiện bây giờ ngoài cái ghế mà để ngồi tập đàn ra thì không có một cái ghế nào trong nhà để ngồi, cho nên là mình phải ăn đứng như thế này. Các bạn thông cảm nha. Cheers.
Cái cocktail này làm cho mình cảm thấy liên tưởng giống như ăn một món ăn tráng miệng vậy đó. Cái vị của nó như một cái bánh tiramisu vậy á. Mình sẽ ăn nấm nha. Giòn. Spam vẫn là ngon nhất nha mọi người. Nếu như mà ví cái nồi mì gói này là một bữa tiệc thì đây chính là ngôi sao của buổi tiệc nha. Cheers. Từ đây tới cuối năm thì mình hy vọng là cái tình hình dịch bệnh nó sẽ đỡ bớt. Tại vì mình đang ấp ủ một cái chuyến đi về Việt Nam vào cuối năm nay. Cho nên là finger cross. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha. Cheers.